Đàm Tùng Vận hóa bà cụ non vì diện áo phao quá khủng, che chắn kín mít. Hình ảnh Đàm Tùng Vận trong ngày khai máy bộ phim Đường về nhà khiến cho người hâm mộ gọi vui cô nàng là bà cụ non bởi nữ diễn viên diện áo phao dài và che chắn kín từ đầu tới chân. Mới đây cư dân mạng đang lan truyền đánh nhau hình ảnh của Đàm Tùng Vận trong ngày khai máy bộ phim Đường về nhà vào sáng ngày 1 tháng 3 2022 vừa qua. Hình ảnh đáng yêu ấy đã khiến nhiều người gọi vui Đàm Tùng Vận là bà cụ non vì phong cách ăn mặc này trái ngược hẳn với hình ảnh trẻ trung, tươi tắn của cô nàng ngày thường. Trong ảnh nữ diễn viên mặc áo phao dài quá khổ so với người và che chắn kín từ đầu tới chân, chỉ để lộ gương mặt bầu bĩnh, cặp kính râm. Cô nàng còn cẩn thận giữ ấm cho bản thân bằng khăn choàng găng tay và bốt da cao cổ. Dẫu vậy khi gỡ chiếc mũ áo khoác ra, biểu cảm thân thiện cùng nụ cười tươi tắn đã giúp nữ diễn viên lấy danh nghĩa người nhà, lấy lại vẻ ngoài không tuổi, ghi điểm tuyệt đối trong lòng người hâm mộ. Bên cạnh nồi ăn mặc nhí nhảnh đáng yêu thường thấy như yếm áo thun, quần short tối giản, hay hot đi thì thi thoảng cô nàng vẫn diện những chiếc áo phao dáng dài cùng mũ để tránh gây chú ý trong những lúc di chuyển và lịch trình bận rộn. Dù đã bước sang độ tuổi 31 nhưng Đàm Tùng Vận vẫn khiến nhiều người ghen tị vì ngoại hình trẻ trung giống học sinh cấp 3 của mình. Mỹ nhân sinh năm 1990 này ghi dấu ấn trong lòng khán giả nhờ hàng loạt những vai diễn thanh xuân ngọt ngào đáng yêu. Tới đây Đàm Tùng Vận nên duyên cùng năm thần tỉnh Bách Nhiên trong bộ phim Đường Về. Đây là dự án phim ngôn tình hiện đại được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Mạc Bảo Phí Bảo. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pivelog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!